nghiệm của các nhà chăm sóc da cũng như là những cái kinh nghiệm mà để chăm sóc sao cho nó phù hợp với loại da của mình và tốt nhất cho loại da của mình. Và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình viên tham gia khoa học và cũ cũng như các quá trình trước đó thì đó là một khoảng một thời gian rất là dài, chúng em cũng không có trang bị cho mình được nhiều cái kiến thức làm sao để giữ gìn cho mình có một cái làn da khỏe đẹp và bên cạnh nữa là phải thật là lành mạnh. Thì khi mà được mọi người cũng như là các chuyên gia của Murat tư vấn cho tụi em về cách, thứ nhất là về dinh dưỡng và cái thứ hai là về ăn uống khoa học để giữ cho mình trước hết là một cái sức khỏe là đảm bảo, thì bên cạnh đó khi mà mình khỏe mạnh thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ có một làn da khỏe mạnh. Và những cái sản phẩm Murat thì cũng giúp cho tụi em tự tin hơn trong suốt cái quá trình, các cái chặng đường của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Và em nghĩ rằng là khi mà được mọi người tư vấn cũng như chia sẻ rất là nhiều về những cái sản phẩm Murat thì tụi em sẽ biết được là cách chọn sản phẩm nào cho thật phù hợp với loại da của mình, cũng như để đảm bảo rằng là mình có một cái làn da khỏe mạnh nhất, tự tin nhất để tỏa sáng. Cho em nhiều hơn trên cái con người em đi, bởi vì cái chặng đường vừa trải qua tuy nó gian nan nhưng mà sẽ chưa thấm vào đâu so với con đường mà em sắp sửa bước ra thế giới để thi hoa hậu thế giới, thì chắc chắn được rằng là Murat sẽ luôn đồng hành với em chẳng những mà về bên ngoài cái làn da mà còn về bên trong sức khỏe nữa, như chúng ta đã nói á, sống đẹp, sống khỏe và sống chất lượng hơn thì Murat sẽ góp phần vào điều đó là bên trong da của em. Hy vọng là em sẽ tự tin hơn, thoải mái hơn và luôn tự tin để mang được cái giải thưởng nào đó về cho đất nước của mình.